Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Sửu, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Vậy ngũ hành niên mệnh tang đổ mộc ngày Quý Sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Vài nạp âm tang đổ mộc kỵ tuổi đinh mùi tân mùi, ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi kỵ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Thần Cách kỵ về tế tự, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ kỵ về an táng, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng, sao Tứ Thời Cô Quả kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được sự nâng đỡ của tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và thậm chí là trong ngày hôm nay bạn còn có thể triển khai những công việc quen thuộc theo hướng đi mới và đạt được hiệu suất chất lượng cao hơn hẳn nữa. Với bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, bạn hiểu được rằng thử thách xuất hiện cũng chính là thời điểm để cho bạn phát huy thế mạnh của bản thân mình. Vì vậy, dù có phải giải quyết những công việc khó khăn đi chăng nữa, với bạn cũng không có ý định bỏ cuộc hay là trốn tránh, mà bên cạnh đó, quý nhân cũng có thể sẽ ở bên cạnh bạn, giúp đỡ cho bạn rất nhiều nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý rằng gia đình của bạn vẫn đang còn tồn tại một vài khúc mắc. Hai bên cần phải thẳng thắn để trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng hoặc là cố tình lờ đi những vấn đề mà mình đang gặp phải, khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng, nặng nề hơn.
Vài câu quiz cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, công việc được thuận lợi, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, cần phải quyết đoán hơn, chớ nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội thăng tiến, hãy mạnh dạn để nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 27, số 86, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu có thể gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ cách xử lý vấn đề thông minh, nhanh nhẹn của mình. Với bạn tuổi Sửu, bạn luôn là người đầu tiên đưa ra cách giải quyết vấn đề hóc búa, giúp cho cả tập thể vượt qua những lúc khó khăn, trở ngại nữa. Trong ngày thứ bảy này, đối với người đang giữ vị trí cao, vị trí lãnh đạo có thể sẽ thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình, từ đó nhận được sự kính trọng và khâm phục của cấp dưới. Trong tương lai, bạn sẽ là người dẫn đường chỉ lối, dẫn dắt mọi người tiến xa hơn nữa, tiến tới những thành công vẻ vang hơn nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy với bạn cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Bạn đừng có quá bận rộn với công việc mà lờ đi những cảm xúc hay là suy nghĩ của người ấy, cũng như không quan tâm tới các công việc nhà nữa bạn tuổi Sửu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đừng có dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 42, số 57, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường màu xám, màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại của mình. Với bạn tuổi Dần, hãy nên nhớ là biết nắm bắt lấy cơ hội lần này. Bạn hãy trân trọng từng điều nhỏ nhoi vì đó đều là mắt xích quan trọng mang tới cho bạn có được sự thành công và tiền bạc về sau này nữa. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy về các mối quan hệ xã giao của bạn với những người xung quanh lại không được tốt cho lắm. Có thể là với bạn tuổi Dần đang nêu ra ý kiến của mình về chủ đề nào đó nhưng không những không được ủng hộ mà còn bị đối phương chỉ trích, chê bai. Và tốt hơn hết là với bạn tuổi Dần không nên nhiều lời, chớ có nổi nóng trong lúc này nữa. Xem tử vi cũng cho thấy, theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này có sao Liễu, ngũ hành Thổ, và ngày hôm nay là ngày xấu, không phù hợp với việc gì. Với bạn tuổi Dần, nên kiêng cự những công việc như là chôn cất, xây đắp, trổ cửa, tháo nước, đào ao hay là làm thủy lợi. Trong ngày này với bạn tuổi Dần, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, tránh được những rủi ro xảy ra với mình nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Giáp Dần
thuộc mệnh thủy, đừng có suy nghĩ quá nhiều, bạn nên cần phải xin ý kiến hay là xin người trợ giúp. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, công việc cần phải cân nhắc thêm, đừng có vội vàng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, đừng có cho qua mọi thứ một cách dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, hãy tìm cơ hội để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nếu không đủ tự tin, không đủ tin tưởng thì không nên thực hiện nhé. Và đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 11, số 89, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ hỗ trợ cho bạn tuổi Mão muốn cải thiện về thu nhập của mình bằng nghề tay trái, nghề phụ. Nếu như lâu nay bạn vẫn chưa dám bắt đầu thì có thể khởi động càng sớm càng tốt. Bạn đừng có ngại những khó khăn ở hiện tại, vì khi bạn đã quen hơn với mọi thứ thì cũng là lúc bạn không còn cảm thấy điều gì trở ngại ở phía trước nữa. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cho thấy cảm xúc của bạn trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm. Có thể là vì một chuyện buồn nào đó trong quá khứ mà chính bạn cũng cảm thấy không thể nào vượt qua được. Và bạn hãy xem tất cả như là kỷ niệm và dành nhiều thời gian hơn để cải thiện cho tương lai của mình được tốt hơn, bạn tuổi Mão nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày này, nhân thần nằm ở trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân. Vì vậy, với bạn tuổi Mão, cũng nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, tìm về nơi bình yên để được lắng lòng mình lại. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có những điều mơ ước viển vông khó thành hiện thực. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, thời điểm này chớ nên quá hoang phí. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, chớ có so sánh cuộc sống của mình với bất cứ ai. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, bạn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 78, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. Điều này sẽ tác động không tốt đến vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại. Song, dù với bạn có rơi vào tình huống xấu nhất đi chăng nữa, thì với bạn cũng chớ nên mất bình tĩnh, hành xử một cách nông nổi nhé. Đặc biệt, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, bạn đừng để cho những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân mình vướng phải những rắc rối lớn hơn. Và bạn cần phải học cách suy nghĩ tích cực hơn, bởi bạn là người đang được thần Phật che chở, mọi khó khăn rồi ắt sẽ qua mà thôi. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân, đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Với bạn tuổi Thìn, bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ, cho nên luôn cảm thấy sợ hãi mình sẽ tiếp tục phải tổn thương như trước nữa. Vì vậy, bạn cần phải học cách đối mặt với quá khứ và sống cho hiện tại và tương lai, bạn tuổi Thìn nhé.
Và câu quý cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, kẻ tiểu nhân nhiễm đá dấu tay, gây chuyện thị phi. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ gặp phải những chuyện trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 68, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có chính quan tương trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tỵ, nếu như bạn đang theo con đường học hành, nghiên cứu, khoa học thì dễ dàng gặt hái được những thành tích đáng nể trong ngày hôm nay. Bạn mệnh cảm thấy rất tự tin khi chia sẻ mọi kiến thức mà mình đã biết cho mọi người xung quanh nữa. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ, đối với những người làm công ăn lương thì cũng có được một ngày làm việc đầy hứa hẹn bởi cấp trên giao cho bạn nhiều công việc quan trọng. Cơ hội đã mở ra ngay trước mắt bạn nữa rồi, chỉ cần bạn có đủ tự tin và năng lực để nắm bắt lấy mà thôi. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay đang rất hài hòa. Cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng rất tốt đẹp. Đôi bên luôn có được sự thấu hiểu và bao dung cho nhau. Khi gặp phải những bế tắc, những vấn đề khó khăn, bạn có thể chia sẻ với người ấy để đôi bên có thể chung sức để vượt qua mọi sóng gió, khó khăn trong cuộc đời nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy chứng minh năng lực của bản thân mình bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, người theo con đường học tập, nghiên cứu, khoa học đạt được những thành tích cao. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội cho mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt lấy. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 43, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại. Điều này sẽ làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Với bạn tuổi Ngọ, bạn là người vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí là sự nóng nảy khiến cho bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc là gây gổ với người khác một cách vô lý nữa. Và đây cũng là lý do khiến cho bạn tuổi Ngọ dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn nếu như phải giải quyết những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ cao trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình. Không có thể làm việc theo tùy hứng, theo cảm xúc nhất thời, rồi bỏ dở công việc giữa chừng như vậy được nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy, với bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình, cho nên cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ cho bạn nhiều. Ngày hôm nay, người họ hàng lớn tuổi có thể chính là quý nhân giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý nữa đối bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, làm việc trong bầu không khí căng thẳng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, dễ mất bình tĩnh, gây gổ với người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tôn trọng người lớn tuổi trong gia đình.
và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 65, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Điều này làm cho bạn tuổi Mùi cần phải chú ý hơn, bạn chớ nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, vướng vào những rắc rối lúc nào chẳng hay, và bạn cần phải biết lắng nghe những lời khuyên của người khác sẽ giúp cho bạn tránh khỏi được nhiều rắc rối xảy ra nữa. Và trong giao tiếp với bạn tuổi Mùi trong ngày này cũng cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, và nhất là đối với những ai đang có thiện chí với mình, kể cả là những người có chức cao, quyền cao chức trọng cũng không nên nạt nộ cấp dưới của mình nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi bạn cần phải thay đổi góc độ quan sát vấn đề để tìm ra hướng giải quyết công việc sao cho nhanh nhất và đơn giản nhất nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa không nên cố chấp với quan điểm của riêng mình, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ chú ý trong cách nói năng, tránh làm mất lòng người đối diện, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 41, số 62, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân, thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay rất vượng vận về đào hoa. Bạn mệnh tuổi Thân dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Còn đối với những ai đang còn độc thân, có thể nhân cơ hội này để tìm ra được người phù hợp với mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân, nếu như bạn đã là người lập gia đình thì bạn cũng nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới, chứ đừng có để cho những cảm xúc ham vui nhất thời khiến cho những người trong gia đình phải chịu tổn thương, còn chính bản thân bạn lại mang tai tiếng nữa. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi bạn tuổi Thân nhé. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần, ngày này thiêu hải thượng lãn ông, nhân thần nằm ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân, vì vậy với bạn tuổi Thân nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa nhân duyên nở rộ, có nhiều người yêu mến, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ công việc tiến triển được thuận lợi, không gặp phải nhiều khó khăn, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc quan tâm tới các thành viên trong gia đình, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 79, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tuất, tuổi Tỵ.
Tử vi tuổi Dậu, thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu trải qua một ngày dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn kiến thức hiểu biết phong phú của mình. Thêm vào sự giúp đỡ của tam hợp phù trợ, ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu, bạn hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình nữa nhé. Có điều, trong ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng không nên quá mức hiếu thắng trong mọi vấn đề. Trước khi giải quyết việc gì đó, bạn nên suy nghĩ, suy tính trước sau cho thật kỹ càng, đánh giá đúng vào năng lực của bản thân, cũng như là tình hình thực tế trước mắt nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay đang phát triển rất tốt đẹp và ổn định. Bạn và người ấy càng ngày càng trở nên thấu hiểu lẫn nhau và nếu như còn chưa kết hôn, hai bạn cũng có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc không nên mù quáng, vội vàng đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 88, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất dễ bị đàn áp, bị điều khiển bởi một người nào đó hoặc là một thế lực nào đó. Bạn mạnh nên tìm cách tự lực đi trên đôi chân của mình thì mới đủ khả năng thoát khỏi những rắc rối trong tương lai bạn tuổi Tuất nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn đang chứng tỏ được năng lực bằng sự linh hoạt và mềm dẻo của mình trong việc thực hiện những nhiệm vụ được giao phó. Với bạn sẽ không khó để bạn ghi điểm với mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với những nhân vật đang để mắt chú ý tới bạn nữa. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn mệnh nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Cơ thể của bạn đang có dấu hiệu bị giảm sút. Với bạn nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, uống nhiều nước hơn và ăn nhiều hoa quả tươi, các loại hạt dinh dưỡng nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại mà mình đang có. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, đừng có chê bai người có quan điểm sống không giống mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực đạt được điều mình mong muốn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, cần mở rộng các mối quan hệ để tăng cơ hội thăng tiến cho bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ xã giao có nhiều mâu thuẫn, có sự xa cách. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 13, số 89, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được những cơ hội tương phùng, gặp gỡ với một người bạn lâu ngày của bạn. Thời gian này, với bạn tuổi Hợi có thể mở rộng hơn các mối quan hệ xã giao của mình. Việc này vừa tốt cho chuyện tình cảm cũng như là công việc của bạn về sau này nữa.
Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn nên cẩn trọng với các vấn đề xảy ra với bạn trong ngày hôm nay. Và dù bạn là người thông minh, tài trí hơn người, nhưng với bạn vẫn luôn có những chuyện bạn sẽ không hoàn toàn lường trước hết được hoặc là không nằm trong tầm kiểm soát của bạn được đâu nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Hợi nên đề cao việc tiết kiệm về tiền bạc. Thời điểm tài lộc không có được sự dư dả như thế này thì với bạn không nên thích gì là mua nấy. Bạn hãy hướng về lối sống đơn giản và tiết kiệm, hãy tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa của nó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa cân nhắc lại kế hoạch và nên lược bỏ những gì không cần thiết. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, thu nhập có phần bị hạn chế, chớ nên mua đồ đắt tiền, mua những thứ không cần thiết. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, tránh chỉ trích người khác bất cứ vì lý do gì. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có một số điều mang lại cho bạn thêm hy vọng mới. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, có thể tham khảo ý kiến của người có kinh nghiệm đi trước mình nhé. Với đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.